các cơ quan lãnh sự, cơ quan đối ngoại của các tỉnh phía Nam, trong đó có đại diện Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ, đã cùng nhau trổ tài nấu nướng trong sự kiện khi gia đình ngoại giao vào bếp lần thứ tư năm 2022 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự sự kiện, các khán giả sẽ được du lịch ẩm thực đến với nhiều quốc gia dùng đất trên thế giới thông qua các món ăn mang đậm bản sắc được thực hiện vô cùng công phu qua bàn tay của các viên chức đang làm việc tại các cơ quan thuộc đoàn lãnh sự ngoại giao. Cuộc hội ngộ này không chỉ là nơi giao lưu, giới thiệu về văn hóa ẩm thực các nước, mà còn gửi gắm thông điệp về một tương lai hòa bình hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới.